Yoto trong tiếng Nhật có nghĩa là công dụng, cách sử dụng, hoặc là nhiều khi mình còn dịch đó là mục đích sử dụng. Tiếp đến thì yoto ni awaseru có nghĩa là làm cho phù hợp với công dụng hoặc là làm cho phù hợp với lại mục đích sử dụng. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến một số các cái ví dụ sử dụng cái cụm này trong khi mà làm dự án về IT nhé. Để giúp cho các bạn có thể phát âm đúng và có thể luyện nghe và sao ring theo thì cô người Nhật sẽ đọc trước một lượt, sau đó là chúng mình cùng luyện và sao ring lại theo nhé. Yoto ni awasete gamen layout no sekkei o suru. Yoto ni awasete gamen layout no sekkei o suru. Hai, 2 つ目いきます。Yoto ni awasete data no shibori komi o suru. Yoto ni awasete data no shibori komi o suru. 3つ目、用途に合わせて設定値の指定をする。用途に合わせて設定値の指定をする。Trong cả ba câu này thì mình đều dịch với cái ý nghĩa là phù hợp với lại mục đích sử dụng, hay còn gọi là phù hợp với lại cái công dụng, hay là cái cách sử dụng của cái tính năng đó, của cái màn hình đó, hay là của cái chức năng đó. Chúng ta hãy cùng bắt chước và sử dụng nó vào trong thực tế cái công việc hàng ngày của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại cho mình một comment nha. Ra nè!